Alo. Em ơi. Ôi giời. Tôi gọi điện cho cô suốt 2 tuần nay mà bây giờ cô mới thèm gọi lại cho tôi đấy à? Thế cô tính cô bán cho tôi cây hồng xong rồi cô phủi tay à? Ơ kìa. Cây hồng mới mua được 2 năm. Bây giờ tôi có nhờ cô chăm sóc thì tôi cũng mất thêm tiền cho cô cơ mà. Cái gì cơ? Tuần sau á? Tuần sau thì cây hồng của tôi nó chết khô à? Thôi thôi thôi, để tôi nhờ người khác. Hôm trước cháu sang sửa cho cô cái cổng, thấy mấy cây hồng cô héo khô héo quắt đi. Cô cũng chịu khó tưới lắm mà chả hiểu nụ chưa ra hoa đã héo khô lại. Thôi được rồi, cô để cháu sẽ điều chuyên gia sang chăm cây cho cô. Bây giờ cô đi xe cháu về trước, cháu đi xe cô sửa cái đồng hồ xăng, chứ để cô dắt bộ lần nữa thì chết cháu. Gọi gì gọi lắm thế hả? Em Thư về rồi á? Cưỡi trâu qua luôn. Sẻng á? Sẻng để làm gì? Làm cái gì mà lề mề thế ạ? Nhà bao việc chỗ có rảnh đâu. Em Thư trong nhà. Uầy, bây giờ em là gái thành phố rồi, chắc phải xinh tươi lắm đấy nhỉ. Sẻng đâu? Đây. Mà trần đời tao chưa thấy ai như mày cả ấy. Đi tán gái lại mang sẻng. Mẹ rủ tao đi đào mỏ đấy à? Mẹ em Thư đâu? Em Thư tỉnh sau, gặp mẹ em Thư trước đã. Cháu chào cô ạ. Hôm nay em Thư nhà mình về chơi hả cô? Đâu? Cái Thư nó vẫn học ở trên Hà Nội đấy chứ. Đây là bạn của Hùng à? Dạ. Vâng, cháu là Bảo. Cháu không biết em Thư nhà mình ạ. Thế à? Đấy, từ ngày mà cái Thư lên Hà Nội học, khóm hồng của em ấy cũng không ai chăm sóc cả. Thế hôm nay Bảo giúp cô nhá. Giúp thế nào ạ? Cô yên tâm, nhìn bạn cháu trải chuốt thế này thôi nhưng mà là con nhà nông chính hiệu đấy cô ạ. Thế thì tốt quá. Thế bây giờ hai đứa ở đây chờ cô, để cô vào lấy đồ làm vườn cho nhá. Vâng ạ. Thằng mất nết này. À, tưởng là cô dâu. Ai ngờ chăm cây là sao? Ê, muốn ăn quả thì phải chăm cây chứ đã chứ. Lấy lòng mẹ vợ cửa nó mới sang. Rốt ạ. Nghĩ gì? Thông chưa? Ê. Ừ. Hôm nay cháu sẽ cải tạo toàn bộ đất cho các khóm hồng của cô. Cháu là bảo với cô nhá, chỉ khoảng vài tháng nữa thôi, em Thư nhà mình đi lấy chồng là cái sân nhà mình rực rỡ luôn. Thế thì tốt quá. Tuyệt vời. Cô, thế cháu có đủ tiêu chuẩn để làm con rể cô không ạ? Thừa ấy chị Lị. Thế nhưng mà tiếc quá, cô thì chỉ có mỗi một mình em Thư là con gái thôi, mà nó lại có người yêu mất rồi. Chúng nó còn hẹn nhau ấy là sau khi tốt nghiệp sẽ về quê cưới đấy. Cô mà có hai đứa con gái nhá, chắc chắn cô sẽ chấm cháu. Đây, dạ. Người đâu mà vừa đẹp trai lại còn chịu khó nữa. Vâng. Thế thôi, hai đứa giúp cô nhá. Cô vào cô pha ấm nước. Vâng. Dạ vâng ạ. Bảo. Ơ cơ. Dỗi à? Đợi tao. Rồi tao giới thiệu cho em khác. Tao không cần. Tao tự được. Từ giờ không có bạn bè gì hết cả. Nghe tao giải thích ra xem nào. Gì? Tao thích cái gì? Hả? Tao thích cái gì cái loại lừa tay phản bạn? Chỉ vì lợi ích cá nhân thôi. Này, tao biết thừa là mày hầu hạ bà ấy là để xin việc cho thằng Bơm. Tao còn lạ cái gì nữa? Khổ quá. Tao làm như thế là vì mày, mày hiểu chưa? Tao muốn mày đối diện sự thật. Tỉnh ngộ đi, đừng mơ mộng nữa. Tao không mơ mộng. Nhưng mà mày không thể nào hiểu được cảm giác của tao. Khi mà người con gái mình đem lòng yêu thương lại sắp đi lấy chồng. Mà đã thế chứ, mày còn bắt tao làm cho cái cây hồng sắp chết phải nở hoa. Xong để thằng tình địch nó ngửi à? Mày đã làm tổn thương trái tim của bạn mày rồi đấy. Tổn thương cái gì? Từ ngày em Thư lên thành phố học đại học, mày cũng 5-7 mối tình vắt vai rồi còn gì nữa. Thì tao phải thử mới biết đâu là tình yêu đích thực của mình chứ. Nhưng mà bây giờ ấy, tao biết chắc chắn một điều là tao yêu em Thư. Tao yêu em còn không dám ngỏ lời. Đợi em vào đại học cho đủ tuổi. Ai ngờ mới lên thành phố học đòi yêu đương, thay lòng đổi dạ.
mà thằng đấy thì hơn tao ở cái gì chứ? Mày với cả em có hẹn ước cái gì đâu. Mà em còn không biết mày là ai cơ. Nhưng mà trong tim tao có em. Tao đang buồn thật đấy, không đùa đâu. Từ giờ trở đi ấy, mày đừng có ép tao đến cái nhà đó làm bất kỳ một việc gì khác. Bây giờ tao ghét cả ông rồi. Bạn ơi, bạn kìa. Bảo đẹp trai nhà giàu thiếu gì mối, đúng không? Mày thôi ngay cái giọng thảo mai thảo quả của mày đi nhá. Ok. Nhá. Tao không dèm. Từ trước đến giờ ấy, trong lòng mày chỉ có thằng Bờm thôi, chưa bao giờ có tao cả. Thằng Bờm nó là em tao, cũng là em mày. Mày là anh nó. Chả lẽ mày lại đi tị với nó à? Hả? Ít ra ấy, mày còn là bạn thân nhất của tao, còn được tao đối xử bình đẳng hơn nó, đúng không? Thôi, thôi, đi về, chuẩn bị quần áo rồi ngày mai lên đường nhá. Đi hẹn đi chơi tối này. Mày thấy trình độ của bà Bảo chưa? Ừ. Gái phố gặp anh á, tắc điện luôn. Đẹp trai khổ thế đấy, có ai hiểu đâu. Em hiểu. Mày mới lên quen biết ai mà gái phố. Cẩn thận hẹn hò online là bị lừa đấy. Em bán rượu mà hôm nay mình đỡ ấy. Cái em ngã sóng xoài chứ còn nhảy đấy á. Đừng có gì. Thấy gái xinh rắn chặt mắt vào, giờ lại còn giả bộ. Mà em ấy bảo tao là rủ cả mày đi cho có cặp. Em ấy rủ thêm bạn. Tao vô lựa chọn. Siêu bơ vẩn. Tao không thể. Bỏ lỡ cơ hội đừng hối hận nhá. Mai Dũng bảo vệ rồi, không đi đâu hết. Anh tán gái quanh năm nghỉ một hôm chết à? Đúng vậy. Kìa, tôi ra chả bảo là không yêu là chết ở trong lòng một lít à? Chết trong lòng một ít con ạ. Đốt phần còn hay ra về. Anh ở đâu rồi? Sắp đến rồi, 5 phút có mặt. Dũng. Chú ạ. Cháu định trả phòng hay là thuê tiếp ấy nhỉ? Dạ. Tại vì có người muốn thuê, chú định cho xem. Thì thấy cô bảo là cháu lại thuê tiếp 3 tháng nữa. Thì chú tưởng mới tốt nghiệp xong rồi về quê luôn. Dạ, đúng là cháu bảo cô định gia hạn đấy ạ. Chú. Chào cháu. Gia hạn cái gì mà gia hạn? Mai bảo vệ xong, có bạn bè thì chỉ vài hôm nữa thôi. Khi nào có bằng tốt nghiệp lại lên nhá. Chú cho bọn cháu giả. Thế là thế nào Dũng? Dạ, mai cháu sẽ gửi tiền cho chú. Chú cháu mình chốt thế nhá chú nhá. Ok, chốt chiếc cái gì? Nhà có thì không ở, đi thuê mướn làm gì? Anh bảo về là về. Chốt lại là chú cho bọn cháu giả thôi ạ. Áo, cất đồ nhanh lên. Này, bọn sang Bù Nam. Mày nhá, bẩn giấy tao rồi. Đi đánh trả tao. Lòng tà lòng tàu. Có việc này, mình muốn nói trước, không được từ chối đâu đấy. Đây, bố có 20 triệu, không nhiều, cho bố góp. Ôi trời, bảo sao bố kéo con lên tận đây không cha? Thì bố nghe con kể chuyện là xin việc cho thằng Dũng hết 100 triệu, nhưng mà vẫn còn thiếu đúng không? Không biết chỗ này có đủ không? Con không cầm. Ok, cầm lấy. Bao giờ có thì trả, không cai. Khổ quá, con gom gần đủ rồi. Còn một ít nữa, nhưng tất cả đều trong tính toán của con. Đợt cuối đưa cho người ta là cũng hòm hòm rồi bố ạ. Cầm lấy. Con nói thật đấy, con lo được. Việc này con đã tích cóp trong mấy năm rồi. Nếu mà con túng thì con nhờ bố sau nhá. Cũng tính toán căn cơ ra phết nhà. Cũng phải tính toán chứ bố. Một thân một mình thì sao cũng được. Nhưng có mỗi thằng em, con không muốn nó vất vả.